Might be pouting. No more questions. Không dạy được à? Hình như có đau ở đâu không? Trên tay có bị sao không? Hình như có cái gì đây này. Cái này hình như có cả máu hay cái gì đây này. Cô bị sao đấy, đau bụng à? Cô có chữa à? Dìu cô về. Đau bụng quá đi tư. Máu hay sao? Máu hay cái gì đây? Đau quá đi. Có đi được không hay tôi cõng đi? Về đi, cố gắng về đi. Cái này thì cái gì đây? Gây rồi. Về đi, cố gắng về đến đây tôi cõng hay gì cô về cũng được. Ghê. Về, cõng nào. May về cẩn thận luôn. Sắp đến lều chưa? Thế cố gắng đi. Cố gắng dậy về đến lều đi.
Mày đi cẩn thận nhá. Mày ở một mình à? Ngồi nói chuyện đi. Hết cuộn rồi. Mày không có thuốc gì à? Tao buồn lắm à? Mày chơi tao đi, tao đi lấy thuốc cho mày nhá. Lấy thuốc của mày đây. Ăn vào đi. Cố ăn vào. Mày có anh em họ hàng gì à? Quần ướt hết rồi, tao giúp mày cởi quần đi ngâm nhá, đi giặt nhá. Ướt hết chỗ này rồi. Như mày ở đây nhá, tao đi về nhá.